3. Ma bư béo tốt bụng không phải là bư nguyên thủy. Nói đúng hơn, hắn chính là một sản phẩm thừa, một dạng sống khác hẳn với bư ngây thơ và kích bư ban đầu. Đồng thời hắn ta cũng bị mất đi nhiều khả năng xịn sò của bư nguyên thủy, như là tăng sức mạnh khi tức giận, và nó phản bội luôn chính bản thân gốc của mình, đó chính là thằng bư em bé. 4. Trong phim siêu nhân thì người ta không biết Oroku làm những gì khi siêu nhân múa may quay cuồng rồi đọc thần chú biến hình. Nhưng trong Dragon Ball thì bư thư thả hơn cả. Hắn ta nằm uống nước mía, đọc truyện tranh chờ Goten chuẩn bị cho chi thức của mình. 5. Super Bư đã bị ăn quà đắng khi khinh thường đòn ma phong ba vớ vẩn của Goten. Đã vậy còn tí thì chết. Vì vậy hắn nghĩ đây là độc chiêu ghê gớm kinh dị lắm nên đem đi đánh thằng Vegito. Cơ mà sức mạnh tuyệt đối là không thể chống đỡ. Chiêu này không là cái quần gì với gã mạnh để biến thái kia cả.